Ngày 14 tháng 10, Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ trọng án xảy ra tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Nạn nhân trong vụ việc là nữ giới, bị phân xác thành 4 phần, được người dân phát hiện trên sông Hồng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng, trước đó vào trưa ngày 13 tháng 10, một người dân đánh cá đã phát hiện một chiếc chân trên mặt nước, cách bờ khoảng 30 mét. Sau đó, tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra. Ngay trong ngày 13 tháng 10, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo kết quả điều tra sơ bộ, phần thân thi thể là nữ giới, có đủ hai cánh tay, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Thi thể được quấn, buộc trong chăn và xếp đá đè lên trên, bề mặt có đổ xi măng phủ kín. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định thân nhân, điều tra làm rõ vụ việc.